sổ keo đó. Đi bảy. Quay đi, quay đi. Các bạn, hôm nay mình tiếp tục lên đi xem xe chở keo, mà bữa nay keo hết rồi. Chuyến cuối cùng ra được đâu cỡ 10 tấn ấy. Chưa tới. Xe đang đổ xuống dốc.
bóc hết keo này nữa. Đó. Rồi bóc keo tiếp tục. Đây còn là đóng keo các bạn nha. Bây giờ là chuyến xe cuối cùng. Anh em đang bóc keo. Trời ơi, tối rồi quay không kịp nữa. Không thấy đoạn, không rõ. Keo này để ở đâu? Benzen đây. Cái phụ nữ mà làm hơn nam thì trời. Ngày cuối. Đây là ngày cuối. Nói rồi. Đi ở trong quần rồi. Đội quân vô địch. Làm ăn cực khổ quá. Anh em khót sữa rồi. Rừng núi bao la. Anh he, anh he cái sao run 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 nè. Chúng tôi làm rừng mấy năm tăng từ 13 ngày cuối. Hả? Bên đi còn mới nữa hả? Bên đi cát chưa? Có một số anh em pha văn bác. Bọc đây. Đừng có hôi. Lâm đừng có hôi. Chế linh đó các bạn. Bực khổ quá bà con ơi. Bà con một trời ơi cho bà con tôi đi làm lao động không có ngày nào được nghỉ hết. Các bạn ủng hộ thì ủng hộ đăng ký ủng hộ kênh với. Anh em làm cực khổ quá. Chị bảy sổ keo đó. Ghê chưa? Nữ mà làm ghê đi. Quá khỏe. Bảy hơn đàn ông khỏe đó quá. Là một người đi đấu vật. Trong lòng nó bị tặng ngon ai cũng được mấy cả giờ này biết Yeah.
Bảy. Quay đi, quay đi. Xuống rồi kèo bị tụt xuống dưới kia giờ đi dắt lên. Đi một cái rồi. Thả bom đi. Đó. Giống lưới tình. Con nên biết con chi không? Con linh tinh. Bỏ cho nó kia nè. Mắc vô, nó lật mắt.